Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Voice, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Tác phẩm Hà Nội 36 phố phường. Bà cụ bán xôi. Trong khi chợ xanh đang họp, tuy đêm khuya mà quang cảnh cũng không thiếu phần tấp nập. Những người bán gọi thêm một số người mua, cả người bán lẫn người mua lại gọi thêm một số những hàng quà. Gánh hàng phở nóng trước chợ Đông Xuân lúc 3 giờ đêm cũng là gánh phở ngon, có lẽ là trong không khí mát và lặng ban đêm. Mùi phở thơm quyến rũ người ta hơn. Rồi hàng xôi, hàng bánh cuốn nóng, hàng bánh tây chả vân vân cũng tụ họp nhau để lập thành cho đầy đủ một dãy quả ngon, nhiều hương vị. Nhưng các hàng quà đó chỉ bán những buổi phiên chợ mà thôi. Ngoài ra, có một hàng quà bánh ban đêm, dù phiên chợ xanh có họp hay không. Vì trước chợ Đồng Xuân, bao giờ cũng lâm vào cảnh vắng lặng và tịch mịch. Bao giờ cũng có một vài thầy đội xếp đến tua đi tuần đêm, một vài người thích chơi khuya, hoặc ở các sạp hát hay nhà chớp bóng về, còn vui chân lang thang mãi trên các vỉa hè Hà Nội để nghe tiếng gót giày của mình vang động, hoặc ở cao lâu ra muốn đi hóng mát cho tiêu, hoặc ở các tiệm thuốc phiện ra. Cái này thì phần nhiều đã có một vài điệu chênh choáng trong chân, muốn đi đây đó không mục đích, không cần trở về, và thấy cái đời lúc ấy dung dị, dễ chịu và tạm tạm sống được. Muốn thức quả no thì lại hàng xôi, cơm của cụ bà phố hàng khoai. Bà dọn hàng trước cửa chợ đã từ lâu lắm, không biết đã mấy năm rồi. Và chỉ dọn từ lúc 9, 10 giờ tối trở đi cho đến sáng. Bà bán đủ các thứ xôi vò, ăn bùi và béo, xôi đỗ ăn đậm vị, xôi lạc ăn vừa miệng, đôi khi cả xôi gấc đỏ tươi. Lúc rời ra, khói bốc thơm phức. Ăn với những miếng đậu thái vuông to, rán phồng, tuy rất ít mỡ, và muối sẵn sàng. Hay những miếng chả trâu không ngon lành lắm, người nghèo có kỳ quản đâu. Đã lâu, bà có làm một thứ giò sỏ, mỡ giòn và mộc nhĩ, ăn cũng thú vị. Khi nào đồ chừng khách hàng đã ngấy rồi, bà rán cả cơm, với riếc rán, với trứng gà ôm lét, mà tôi ngờ là trứng vịt, với bó bò hay giò lợn, và cả một nồi mọc đông quánh như keo sơn, béo ngậy như thịt đông. Ở đây không có gì đáng quyến rũ một người sang thưởng thức. Quả vậy, nhưng phải trông các bác xe, các người phu ngồi ăn mới hiểu cái ngon lành có thể tận đến bậc nào. Nhấp một vài chén rượu, thong thả gặm một vó bò may có dính nhiều thịt, vò tròn nắm xôi trong tay trước khi đưa lên miệng, họ cáo cái sung sướng của nhiều nhà nghệ sĩ thưởng thức án văn hay. Có lẽ họ là những nghệ sĩ không biết, mà nếu hôm ấy buổi xe lại có lãi, thừa được vài hào thì cái thú của họ thực là vô cùng tận. Cho nên quanh mẹt hàng của bà cụ phố hàng khoai bao giờ cũng vây một hai vòng người. Thỉnh thoảng chúng ta được thấy một vài nhân vật lạ, một vài người không biết ở đâu và sống bằng cách gì, gầy gò và rách rưới. Nhưng quần áo rách là những thứ sang trọng trước kia. Nhìn kỹ thì biết là những người nghiện, lắm người nghèo có kỳ quản đâu. Đã lâu, bà có phải mà chỉ có những người nghiện mới biết đưa tha nhường ấy, mới biết khà hớp rượu một cách ngon lành như vậy, mới biết đưa tay có móng đen véo đĩa xôi một cách chắc chiu thế kia. Họ tính từng xu, thêm bớt từng tí mỡ và mặc cả từng khoanh giò, những cái nhắm nghía, cái lờ đờ mắt ngẫm nghĩ đến vị miệng ăn, đủ tỏ một tâm hồn cảm giác không thường, cùng với một sự từng trải đã qua nhiều đau đớn. Cái ngon ấy cũng dễ lây lắm, đến chính bà hàng cũng theo được nên thưởng thức. Những lúc vắng khách, bà cũng rót một chén rượu to để cạnh và thong thả tự nhắm những thức ăn chính tay mình làm ra. Có lẽ bà tự lấy làm bằng lòng vì mắt bà lâu dần mờ say đi, tay bà dính thêm nhiều mỡ và bên thúng thêm một đống xương con. Ít ra ở đâu mà được người bán cùng với mua cùng là tri kỷ, hiểu được các vị một cách thấu đáo như thế,
và cùng bàn chuyện về xôi, giò chả và với cái dễ dàng thân mật của những người kính phục lẫn nhau. Ở đâu nếu không ở chốn Hà Nội 36 phố phường. Giờ ăn đã no rồi, rượu đã làm cháy khô cổ họng, còn gì bằng một chén nước chè nóng, một lá trầu tươi, một điếu thuốc lào ở cái điếu rõ kêu. Mấy xin mời các ông sang bên hàng nước cô dần. Hàng nước cô dần. Cô dần là một thiếu nữ hay còn trẻ, cứ nghe tên cô thì đủ biết. Cái lối đặt tên của cổ nhân ta nghĩ cũng thẳng thắn và thực thà, mang cái tuổi trong tên mình không cần giấu giếm. Tuy vậy cô là thiếu nữ đảm đang, một mình cô trông nom cái cửa hàng nước ở trước chợ Đông Xuân, bên cạnh bà cô bán hàng xôi. Và cũng như bà, cô bán hàng từ 9 giờ tối suốt đêm cho đến tới sáng. Cửa hàng của cô cũng không có gì, một vài miếng trầu, một vài phong thuốc lào, một bao thuốc lá bán lẻ, vài cái bát uống nước, như cái bát uống nước ở tất cả các hàng nước Việt Nam, đặt úp xuống mặt trống. Nhưng hàng cô dần có một chút đặc biệt hơn, cô không bán nước vối hay nước chè tươi. Cô bán nước chè, tôi cũng không biết chè mạn hay chè hột, chỉ biết một thứ chè cũng dễ uống, mà có lẽ bán cho người ở đất văn minh, nên cô bán nước chè uống sôi, dù trời rét hay trời nóng, mùa đông hay mùa hạ. Ấm chè bọc cái áo gai rất cẩn thận, dựng bên một cái hỏa lò than cũng hồng, mang một ấm nước bao giờ cũng reo sôi. Ai uống nước đường thì có cốc thủy tinh, một xu một cốc. Cô múc vào cốc một thìa đường, tuy đường đắt mà xem ra cô cũng múc nới tay lắm. Nghiêng bình chè rót đầy cốc, vừa đưa lên cho khách với cái nhìn của đôi mắt nhỏ, lanh lẹ. Hai con người đen bóng loáng như hai con mắt của một con vật non nào. Ăn cơm uống rượu xong mà được uống một cốc nước chè đường rất nóng thì ai chả thích. Nên hàng cô dần đông khách lắm, có khi cô trở tay bán không kịp. Kẻ đứng người ngồi xuống vòng quanh, nhưng ngồi xổm mà thôi, vì cái hàng nước ấy lại còn có cái đặc biệt khác nữa là không có ghế ngồi. Những bác phu xe đặt nón, lần túi lấy một điếu thuốc lào, vài thầy đội xếp uống chè từng ngụm nhỏ trên xe đạp gác ở hè với vài khách hàng áo ngắn còn trẻ tuổi, hay điểm thêm vào vị nước một vài câu bông đùa nhẹ nhẹ đối với cô hàng. Thỉnh thoảng một bác phu già rụt rè thầm khẽ bên tai cô hàng nước, hoặc trả tạm một vài xu ở món nợ còn lại, hoặc nằn nì xin chịu nữa. Cô hàng díu đôi lông mày nhỏ lại một chút, nhưng cô dễ tính rồi cũng bằng lòng. Một hàng nước đắt hàng vì thức quà bán đã đành, nhưng đôi khi cũng đắt khách vì cả cô hàng. Cô hàng nước Việt Nam dù ở dưới bóng đa, bên ruộng lúa hay ở dưới mái hiên của đường phố, ở đâu cũng vậy. Miệng cười tươi của cô hàng là dây liên lạc khắp cả mọi người. Cô hàng nước Việt Nam từ xưa đến nay đã chiếm một địa vị quan hệ trong lịch sử và trong văn chương. Đã có nhiều tiểu thuyết bắt đầu ở một hàng nước và kết cục cũng ở đấy. Ồ, nhưng mà chúng ta hãy trở lại cô hàng nước của 36 phố phường. Cô nhún nhặn lắm. Cô mặc cái áo tứ thân nâu cũ, giản dị và đảm đang như các cô gái Việt Nam. Trong mấy ngày Tết, người ta mới thấy cô khoác cái áo mới hơn một chút, vấn vành khăn tròn chặn và chặt chẽ hơn. Và dưới mái tóc đen, lúc đó mới thấy lấp lánh mặt đá của đôi bông hoa vàng. Bà cụ đánh cho cô 5 vàng còn rẻ, làm cái vốn riêng chắc thế. Cô không đẹp, chỉ xinh thôi, và tính cô cũng như tuổi cô còn trẻ con lắm. Thấy khách hàng nói một câu bông đùa, cô đã tưởng người đó chỏng ghẹo mình, díu đôi lông mày lại và ngoe nguẩy cái nhìn. Khách trông thấy chỉ cười, nhưng cô cũng không giận ai lâu. Một lát cô lại vui tính ngay. Một hai năm nữa lớn lên đi lấy chồng, ai là người thay cô trông nom ngôi hàng nước của Hà Nội là động tiên xa. Cô bé em cô hẳn vậy sẽ ngồi bán hàng thay chị, lại que diêm, điếu thuốc, miếng trầu để kéo dài mãi cái phong vi bình dân và mộc mạc của các cô hàng nước, cùng các cô hàng xén cữu kịt đi chợ đồng, chợ đoài, là cái tinh hoa thuần túy Việt Nam từ sửa xưa đến giờ. Các hiệu cao lâu khách. Nhưng chốn ăn chơi của Hà Nội là nhất Bắc Kỳ, nhất cả Đông Dương nữa, cái đó đã rành rành không ai chối cãi.
Nhưng chúng ta phải buồn phiền mà nhận ra rằng những hiệu cao lâu, có danh và bền vững đều là của người Tàu. Về cách tổ chức một chốn ăn, về danh vọng của một ngôi hàng cơm. Thật quả chúng ta không có nề nếp, tục lệ và quy củ. Hồi Hà Nội còn là kinh đô của Vua Lê, Chúa Trịnh, chắc cũng có nhiều quán rượu tươm tất do người mình chủ trương. Nhưng giờ vết tích còn đâu? Cái quán rượu mà cụ Nguyễn Du lúc còn trẻ tuổi bắt ba bốn người bạn uống rượu và bàn chuyện về lũ kiêu binh, quán rượu ấy chẳng hạn có đến bây giờ. Còn cả bộ Trường Kỷ mà Nguyễn Du đã ngồi thì hẳn là một chốn đáng cho ta trọng vọng dường nào. Nhưng không có cái chúng ta muốn thì đành yêu mến cái chúng ta có. Mà những cái chúng ta, người có 36 phố phường đang có thì cũng chẳng phải là không đáng yêu. Bạn chắc đã nhiều lần thưởng thức các món bánh gà rán, da giòn, thịt mềm vị thơm của Đông Hưng Viên hoặc một buổi chiều buồn bã, mượn cái men say của rượu mai quế lộ sánh trong chén để ngắm nghía cái mùi béo của những miếng phì tản trong như thạch đen, lẫn với cái vị cay ướt của nhát gừng muối, hoặc rót một chút thanh mai còn nồng cái hương chua của những quả mơ ngàn lên chiếc bánh dừa quánh nước, hoặc một bát cơm lá sen để ngửi thấy mùi thơm ngát của mùa hạ trên hồ. Bạn chắc đã thưởng thức cái mềm béo ồ, tất cả cái thú vị của thớ thịt và của xương giòn, của món chim quay hiệu Quảng Sinh Long, hoặc cái màu vàng óng ánh của đĩa gà xì dầu. Bạn đã thưởng thức cái món thịt bò của hiệu Nhà Khách Cháy, Tự Lạc Hiên, có chú bếp béo quay và cô hàng nhí nhảnh. Tất cả các món bằng thịt bò, xào cải làn, áp chảo, mì bò nước hay khô mà bao giờ thịt cũng mềm, cháy xém ngoài mà trong vẫn sung nước ngọt. Ấy là hồi năm ngoái, năm kia, chứ bây giờ thì chủ với tớ ở hiệu đã chia rẽ nhau, dù ông chủ Tự Lạc vẫn ngồi gật gật cái đầu sau quầy hàng. Mà chú bếp béo thì nghiễm nhiên trở nên một ông chủ khác của hiệu Nam Viên. Còn cô khách nhí nhảnh ngày trước thì đã đi lấy chồng. Ở hàng buồm còn hiệu Mỹ Kinh, những cái ngon về món ăn thì hình như không trú trận ở đó. Hàng trống có hiệu Cao Lâu Tử Xuyên, hàng bông có Vân Nam Tử Gia, Tự Hưng Lâu và Đại Á Tế Á. Hiệu sang nhất là Hà Thành, đó là những cao lâu, cũng như các phòng ngủ thi nhau được mọc lên như nấm sau cái hồi dân Trung Quốc chạy loạn sang ta. Không có gì đáng kể, người Asia mà cái trang trọng lịch sự cũng được người ta coi trọng ngang với cái vị ngon mà chúng ta sẽ có dịp trở lại sau này. Trở lên, đấy là tất cả những cao lâu của người Tàu ở Hà Nội, của một giống người có lẽ hơn ai hết đã nâng việc ẩm thực lên mực nghệ thuật hết sức phiền toái, tỉ mỉ và cầu kỳ. Ngủ giờ phương Tây, lấy vợ Nhật Bản, ăn thức ăn Tàu, có dân vừa thanh cao trong chén rượu hâm nóng trên tuyết, hay trong chén trà núi Vũ Di pha vào chén sứ men như ngọc thạch, lại vừa bề bộn, thừa mứa trong những bữa tiệc đầy hàng chục món. Cầu kỳ đến bắt một giống nhái ở Hồ Nam, gầy bụng lấy nguyên miếng mỡ để nấu nước dùng. Thật đi từ đầu nọ đến đầu kia, dùng hết cả cảm giác quan của linh hồn và của thân thể. Muốn thết bạn xa, hay đãi mộng khách quý, hoặc trong một dịp long trọng hay đặc biệt nào đó, người của Hà Nội chỉ biết đưa nhau đến một trong những hiệu cao lâu ấy. Nhưng cũng chỉ ở những trường hợp ấy thôi. Có lẽ vì ăn luôn trong những thức cầu kỳ và nhiều vị ấy chóng chán, hay cũng vì giá tiền có đôi chút hơi cao. Còn trong những lúc thường, lúc đi chơi mát vần thơ, hay ở các dạp tuồng, dạp chiếu bóng đi ra, người Hà Nội ưa đến những chốn khác hơn. Những hiệu nem, hiệu phở, hiệu cháo lòng, nhỏ nhỏ rải rác khắp các phố, phần nhiều của người ta trông nom. Ở đấy, với một vài hào, họ có thể có dăm ba món để ăn, một cút rượu Văn Điển hay cút rượu Con Hươu, vài lá rau thơm quen thuộc để khề khà nhắm nhía các thú đi ăn hiệu. Ở đây mới hội họp tất cả Hà Nội, sang cũng như hèn, đủ các hạng người, từ ông trưởng giả giàu có đến nhà văn sĩ nghèo nàn, trong cái hoạt động vui vẻ của cái không khí đặc biệt của Hà Nội. Bạn vừa nghe xong tác phẩm Hà Nội 36 phố phường tại Voice. Voice, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM.
hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.